Em xin kính chào cả nhà yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em lên rừng lấy được mấy bó hài dâu hài coxy nha các bác nha. Đây các bác, màu hoa của nó đây. Bó này các bác có thể trồng được đến 2 đến 3 chậu nha. Đây là mã D5 100.000 nha các bác nha. Một bó rất là dày luôn các bác nha. Em vừa lấy từ rừng về và rất là xanh mướt luôn. Đây là mã D5 nha các bác nha. Em có thể đếm cho các bác mấy bây giờ còn đang rất là nhiều nụ này. 1 này, 2 này, 3 này, 3 đây, 4 này, 5, 6. 6 nụ. Còn đang 6 nụ nha, chỉ có 2 bông mới ra thôi các bác nha. Ra ở tuần sáng nay thôi, thì chiều hôm qua em đi lấy. Đây là mã D5 100.000 nha các bác nha. Và đây là mã D6, D9 này các bác này, 150.000 này. Đây các bác ơi, còn rất là nhiều bông hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bông nha các bác nha. Còn rất là còn 10 bông và bó này dày này các bác này, rất là dày luôn. Các bác về có thể trồng được khoảng 4 5 chậu các bác nha. Chậu bé bé để đặt lên trên bàn uống nước nhá. Đây các bác thấy bông nó nở căng không? Căng tròn đẹp luôn nha các bác nha. Và bông thì nở rất là đẹp rồi. Đây bó này thì em có thể đếm là 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ui bó này 11 bông các bác nhá. Và em đã chia thành hai bó để dễ cầm về hơn. Và đây là mã D10 150.000 nha các bác nhá. Rất là nhiều luôn. Các bác về các bác trồng hộ em thì sưu tầm nhá. Đây là mã D8 này các bác này, cũng là 150.000 này và thân nó dài hơn, nhiều bông hơn. Bông nó cao. Đây còn 1 2 3 4 5. Ui nói chung là ở trong này có nhiều bông lắm các bác ạ, vì nó còn thấp ấy. Em không thể đếm hết được nhá các bác nha. Đây là mã D8 150.000 nhá các bác nha. Đây là mã D7 này. Các bác này, mã D7. 1 2 3 4. Và ở trong này còn rất nhiều bông, nhiều nụ nha các bác nha. Ở trong này còn nhiều lắm các bác. Đây các bác. Em hé trong này vì em bó vào nên em không để đếm hết được nha các bác. Nói chung là trên khoảng chục bông. Đây là mã D7 130.000 nha các bác nha. Và cái hài này hôm qua em vừa mới đi lấy về nên cực kỳ tươi các bác nha. Đây là mã D1 120.000 đây các bác ơi. Cái này thì em có thể đếm bông rõ hơn này. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây là tổng 12 bông. Cả 1, 2, 3, 3 bông mới nở nha các bác nha. 12 bông mà có 3 bông mới nở. 14, 15. 15 bông nhé. Là có 3 bông mới nở nha các bác nha. Các về trồng sẽ ngắm hoa của em với nha. Đây là mã D1 120.000 nha các bác nha. Đây là mã D2. Đây các bác, màu hoa cái này căng lắm này. Sáng nay mới nở chưa cực. Nó mới nở. Chúng chín thì nở rồi các bác nha. Bông cũng còn chưa căng mấy. Đây là mã D1, D2 100.000 các bác nha. Bó này thì nó đang nở hình như là còn hai bông là chưa nở các bác nha. Còn lại nở đẹp rồi các bác nha. Riêng hạ hồng hà này các bác về các bác trồng có thể vẫn còn giữ được hoa chơi nha các bác nha. Hoa rất là bền luôn, khoảng 2-3 tháng các bác. Đây là mã D2 100.000 nhá. Đây nha các bác, đây là mã D4. Đây các bác ơi, bông này đang chuẩn bị nở đây. Một bông này chuẩn bị nở đây. Và còn rất là nhiều bông này chưa nở. Em không đếm bông. Em không đếm bông nữa các bác nha các bác nha. Đây là mã D4 100.000 nhá các bác nha. Và đây là mã D6 đây các bác. Mã D6. Ui ui, cái này thì chưa có bông nào nở luôn các bác nha. Chưa có bông nào nở luôn. Đây em đếm cho các bác đây. Chưa, bông chưa nở chắc nha các bác nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Có 11 bông chưa nở và 3 bông nở là tổng 14 bông nha các bác nha. 14 bông, cực kỳ đẹp luôn. Đây là mã D6 100.000 nha các bác nha. 14 bông. Đây là mã D3 nha các bác nha, mã D3. Đây, cực kỳ đẹp luôn, toàn là bông luôn các bác nha. Rất là đẹp luôn. Đây là mã D3 100.000 nha các bác nha. Đây, em giới thiệu cho các bác một dòng hài đây các bác nha. Bông nó nhở sướng như căng như các bác nha. Và dòng hài này chơi cũng khoảng 2-3 tháng, giống địa lan chơi Tết nha các bác nha. Rất là đẹp và rất là căng luôn. Trồng một chậu thì chậu nhựa đẹp rồi. Thì ở chỗ em là người dân hay treo ở chỗ những cái cây đào, cây ổi. Có khi họ thường treo ăn nắng ăn gió các bác nha. Đây là hài đuôi công. Một chậu rất là xịn xò luôn các bác nha. Đây là hài đuôi công mã D18 230.000 nha các bác nha. Đây là một chậu hài đuôi công đây các bác. Bông này đang chuẩn bị nở đây các bác. Còn đang một nụ đây. Đấy, một dòng hài đuôi công chơi rất là đẹp luôn các bác nha. Các bác cũng vừa mới xem bông ở cái hình trước rồi đấy các bác nha. Mã trước rồi. Trồng một chậu thì cũng giống chậu trước thôi, móc cũng xịn sò rồi. Đây là mã D17 cũng 230.000 nha các bác nha. Nó đang trùng chím nở một nụ nha. Vâng, đây là mã D16 đây các bác. Một bông đã nở này. Và còn hai bông cũng chưa nở này các bác nhé. Đây, hai bông nữa các bác nha. Cũng trồng ở chậu rất là đẹp rồi. Thì cái này kết quả các bác lấy về là trồng, các bác chỉ cần tưới ít nước hộ em với nha. Đây là người dân trồng chỉ cho nắng với ăn mưa nhá, họ không tưới mấy đâu nha các bác nha. Có khi 2-3 tuần họ mới tưới một lần. Đây là mã D16 230.000 nha các bác nha. Đây các bác. Đây các bác ơi, các bác có nhớ cái thời xưa mà các bác cũng đi làm phụ hồ có cái xô như này không? Đây, và người dân họ cũng đi làm về và họ lên rừng đấy các bác ơi. Họ thuần được một cây lan nó dài như này cơ mà các bác. Và các bác biết đây là cây gì không? Đây là kèn chuẩn của Lai Châu nha các bác nha. Ra hoa tím đậm đẹp nha. Có ba thân, có hai thân dài này. Và một thân ngắn này. Thân ngắn thì nó đang mập ú và đang thắt ngọn nha các bác nha. Hai thân dài cũng đang chuẩn bị thắt ngọn rồi và cũng đang mập lên rồi. Đây là hình không số kèn chuẩn của Lai Châu nha các bác nha. Đây là hình không số 800.000 nha các bác. Đây là một giò đùi gà, đây cũng là đùi gà tròn Lai Châu. Hôm qua thì em đi rừng em vào bản em thấy em để em bảo các bác dân các bác để lại cho em, em lấy về em chia sẻ với các bác đây, cho các bác xem lại cái bộ rễ. Bộ rễ này là bộ rễ của dân thuần đấy các bác nhá. Già rất là đẹp và mướt luôn. Đây là mã đùi gà D20. Mã D20 nhá, thân nó chỉ đây các bác. Em không nói chép các bác một lời nào nha, các bác tự xem hộ em với nhá. Thân nào thân đấy cũng mập luôn, cực kỳ mập đấy nha. Đây là mã D20 280.000 đùi gà tròn Lai Châu nha các bác nha. Rất là mập và xanh mướt nha các bác nha. Đây là mã D25. Đây là Hạc vĩ Lai Châu mã D25 nha các bác nha. Thân mập. Đây thân nó mập như này các bác này. Thân cực kỳ mập luôn. Và nó tràng giang đại hải nha các bác nha. Khi nó ra hoa các thể loại thân tơ nó ra hoa đều đồng loạt nha các bác nha. Đây có 3 rề và được trồng ở trên một cái cục dớn dài khoảng 30 phân nha các bác nha. Rễ của nó thì bám sâu hết rồi các bác, rất là đẹp luôn. Đây là mã D25 250.000 nha các bác nha. Một màu đỏ để các bác về treo ở vườn nữa các bác. Màu đỏ này các bác có thấy đẹp không? Và cũng là người dân thuần nha. Xem chậu thì các cũng đã biết người dân nó thuần như nào rồi các bác nha. Em không nói gì thêm. Đây là mã hồng huyết nhung.
hồng huyết nhung, không số nha các bác nha. Mã hồng huyết nhung không số 250.000 nha các bác nha. Rất là đẹp luôn, đây màu hoa nó đây các bác, và thân lá nó đây. Màu đỏ ở dưới lá và màu xanh ở trên lá các bác nha. Các bác sưu tầm với em nha. Đây là một giò huyết nhung nữa đây các bác ơi. Đây là giò hoa nó đang ra hoa đây. Và đang ra hoa rất là nhiều luôn, còn mấy nụ nó còn mấy cành nó chưa nở nha các bác nha. Các bác sưu tầm vào giờ này thì đúng kịp lúc để các bác về cho một đỏ rực lửa ở trong vườn lan của các bác nha. Đây là mã D15 cũng 250.000 nha các bác nha. Cũng là của người dân thuần hết cho các bác. Hôm qua em lên rừng em thấy nên bảo người dân chia sẻ lại cho em. Em về chia sẻ lại cho các bác đây. Rất là đẹp. Đây là mã D15 hồng huyết nhung 250.000 nha các bác nha. Đây các bác, dân thuần này các bác, bằng chứng ấy. Một cái bằng chứng các bác có thể tận mắt nhìn thấy. Đây, đầm xuyên hết rồi các bác nha. Đây là kiều vàng Lai Châu. Bên này thì toàn bộ là thân tơ, trồng một đĩa dớn, dân thuần cực kỳ là lâu rồi nha các bác nha. Rất là đẹp luôn. Đây là kiều vàng Lai Châu, mã D13, có 200.000 nữa các bác nha. Các bác về treo nó sẽ như thành hình như này nha các bác nha. Để treo nó sẽ tỏa như này, khi nó ra hoa nó vé xuống hết nha các bác nha. Đây là mã D13 kiều vàng Lai Châu 200.000 nha. Một giò kiếm bạch ngọc cũng là của người dân thuật. Đây các bác, người dân ấy, họ không đủ kinh tế nên họ cũng phải dùng cái này, họ bạc vào. Các bác lấy về sưu tầm hộ em thì các bác thay hộ em cái chậu sứ vào để đặt trên bàn ống nước nha các bác nha. Rất là đẹp luôn. Đây là mã D22 kiếm bạch ngọc nha các bác nha. Thân thì xanh mướt đây các bác, cực kỳ là xanh. Đây là mã D22 kiếm bạch ngọc 220.000 nha các bác nha. Rất là đẹp và xanh mướt rồi. Một giò kiếm bạch ngọc nữa đây các bác, rất là đẹp. Đây là mã D21 nha các bác nha. Mã D21 đây trồng, đây trồng một chậu nhựa đi, rất là đẹp luôn. Bác có thể sưu tầm về không, các bác thay hộ em cái chậu bằng sứ đẹp đẹp không, có cao đang nụ. Vâng, đây là chậu này đang nụ nha các bác nha. Rất là đẹp luôn, nụ đây các bác. Đây các bác nhìn thấy nụ đâu đây không. Đây là kiếm bạch ngọc mã D21 cũng 220.000 nha các bác nha. Và đang có một vòi nụ nha các bác nha. À có hai vòi. Hai vòi nha các bác nha. Đây là vườn của em. Em tự chăm lên đây các bác. Nhìn thấy màu xanh chưa? Và bộ rễ nó pha như nào, phi như nào. Đây là hoàng thảo nghệ tâm. Mã D11 nha các bác nha. Và em cũng trồng cái bằng đĩa gỗ bé xinh xinh các bác nha. Các bác về các bác có thể làm cái móc xịn xịn một tí để treo lên trên vườn các bác nha, để ngắm hoa nha. Đây là mã D11 hoàng thảo nghệ tâm 150.000 nha các bác nha. Đây giò này thì cực kỳ là xanh mướt ở đây các bác nha. Toàn bộ đều là, tất cả đều là thân tơ nha các bác nha. Toàn tất cả đều là thân tơ và kỳ của nó ra thì rất là nhiều rồi. Đây là mã D12 hoàng thảo nghệ tâm. Đây bộ rễ cụ của nó đây, đã đâm xuyên qua đĩa gỗ của em rồi. Đây là mã D12 hoàng thảo nghệ tâm 150.000 nha các bác nha. Bác sưu tầm vào giờ này thì em còn dễ vận chuyển, cứ bác cũng để tầm nó dài dài ra để nó em cực kỳ khó vận chuyển cho các bác nha. Đây là mã D12 hoàng thảo nghệ tâm 150.000 nha các bác nha. Đây là một chậu điện lan đây các bác. Bác sưu tầm cái giò này thì đúng vào đúng khoảng cách Tết khoảng một tháng. Thì các bác biết giò này đang trị giá bao tiền không? Một giò rất là đẹp nha, chậu rất là đẹp rồi các bác nha. Rất là đẹp. Đây là hoàng địa lan Trần Mộng Lai Châu, trời đúng dịp Tết nha các bác nha. Rất là đẹp, rất là xanh rồi các bác nha. Vì mấy cái lá bằng vàng này là nó em cho nó ăn nắng nha các bác nha. Em chỉ cho ăn nắng khoảng 70% thôi nha các bác nha. Đây là địa lan Trần Mộng không số 380.000 nha các bác nha.
chọn điện lan chơi Tết cực kỳ đẹp luôn. Vâng, và đây là chậu điện lan cuối cùng của video hôm nay. Em xin kính chúc các bác một ngày mới vui vẻ nha các bác nha. Em xin chào các bác.